Thưa quý vị, ở Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam dioxin, đa số thuộc diện hộ nghèo, hộ khó khăn. Những thiệt thòi mất mát mà những nạn nhân phải gánh chịu khó có thể bù đắp được. Nhưng với mong muốn xoa dịu phần nào nỗi đau da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin thành phố Đà Nẵng đã có nhiều phong trào hoạt động ý nghĩa được triển khai thường xuyên, tích cực, giúp đỡ các nạn nhân có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Phóng sự được thực hiện nhân ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2023. Do di chứng nặng nề của chất độc hóa học, ở tuổi 18, nhưng nhận thức của em Trương Minh Phú chỉ như các em bình thường 2-3 tuổi. Hàng ngày em Phú được đưa đón đến Trung tâm Bảo trợ Nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng để tập phục hồi chức năng, học nghề và dạy văn hóa. Dù khả năng tiếp nhận của Phú còn chậm, nhưng em có niềm yêu thích và năng khiếu với các môn thể thao. Do đó, các thầy cô tại trung tâm cũng đã tạo điều kiện để em được vui chơi, luyện tập, tạo sự hứng khởi, giúp Phú yêu thích việc học hơn. Thì nói chung là gia đình rất cảm ơn trong trung tâm. Khi mà cô đỡ còn nhỏ khờ quá, không có nơi chỗ gửi, thì đem vô gửi được trung tâm. Tới bây giờ là cô có phát triển mà cũng có thời gian được rảnh rỗi đi lùm. Chứ nếu không có trung tâm thì không biết con gỡ ở đâu hết, nhờ hoàn cảnh khó quá, không có người giữ. Vô trong đó là có em ăn chay rồi quà cốt lên họ cho sách về, rồi nói chung là tết nhất trung tâm cũng cho gạo dầu mắm muối sách về. Trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố tham mưu đề xuất với các cấp ủy đảng, chính quyền, phối hợp với các ban ngành cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với nạn nhân da cam. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, vận động xã hội, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, tích cực vận động gây quỹ trợ giúp những gia đình nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thăm hỏi tặng quà, khám chữa bệnh, trao học bổng cho con cháu nạn nhân. Năm nay cũng là năm đầu tiên thành phố Đà Nẵng triển khai thực hiện tháng hành động vì nạn nhân da cam. Với sự kêu gọi đồng lòng của toàn thể các tổ chức chính trị xã hội, những hoạt động hướng về nạn nhân da cam sẽ được tổ chức xuyên suốt, thiết thực, giúp nạn nhân da cam và gia đình cải thiện cuộc sống. Mục tiêu của Hội nạn nhân chất độc da cam đặt ra trong tháng hành động này là làm thế nào đó phải nỗ lực để vận động cho được về kinh phí phải đạt được tầm 3 tỷ 500 triệu trở lên. Bởi vì thực ra mà nói, chúng ta đi thực tế xuống từng địa phương, từng cái địa bàn dân cư cụ thể, chúng ta vào từng gia đình thì chúng ta mới thấy được cái hoàn cảnh của từng hộ nạn nhân da cam rất là éo le, rất là khó khăn. Mặc dù được sự trợ giúp của cộng đồng, của xã hội, của đảng, của nhà nước, tuy nhiên sự bù đắp lại cho cuộc sống của họ cũng còn rất là, nói chung là cũng cần rất là nhiều sự hỗ trợ tiếp nữa. Mặc dù nhận được sự quan tâm chăm lo thường xuyên, song do di chứng để lại nặng nề, dai dẳng, cuộc sống của một số gia đình có thành viên là nạn nhân da cam vẫn gặp nhiều khó khăn. Trên hành trình vượt lên nỗi đau hướng về phía trước của nạn nhân chất độc da cam luôn có sự hỗ trợ đồng hành của các cơ quan chức năng và cộng đồng xã hội. Qua những việc làm thiết thực đã tiếp thêm cho họ niềm tin và tình yêu cuộc sống, khát vọng và ý chí vươn lên hòa nhập cộng đồng.